tội lỗi chị đã được tha. Đừng tin đã cứu chị, hãy đi bình an. Con trẻ tuổi, ta bảo anh thức dậy. Và Chúa Giêsu đã đi khắp nơi rao giảng tin mừng về nước trời. Có 12 môn đệ đồng hành và cả những phụ nữ đã được cứu khỏi quỷ ám. Mary còn gọi là Madeleine, Joanna vợ của Susa, người quản lý hoàng cung Herod, và Susanna. Nhưng Herod, vua chư hầu của La Mã đang trị vì xứ Galilee, đã bỏ tù Giăng-Báp-tít vì ông dám lên án khi vua lại đi lấy em dâu mình. Được. Vừa khi chúng tôi tới cửa thành nên, có một đám tang xuất hiện. Người quá cố là con trai của một quá phụ. Khi Chúa Giêsu thấy bà ấy, Ngài động lòng thương xót. Ngài sợ quan tài và phán: "Chàng trẻ tuổi, ta bảo anh thức dậy." Lập tức người chết ngồi dậy và Chúa Giêsu trao chàng lại cho mẹ chàng. Hãy hỏi Ngài, Thầy có phải là Đấng Giăng Bảo là sẽ đến hay không? Hay chúng tôi phải đợi đấng nào khác? Thưa Thầy, thưa Thầy, Giăng Báp-tít sai tôi đến hỏi thăm Thầy là đấng sẽ đến phải không, hay chúng tôi nên đợi đấng nào khác? Hãy về thuật cho Giăng nghe những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, sung sướng thay cho những ai không hoài nghi ta. Ba, bồng con lên. Tin dạy ba đi. Vì cô đã thấy chưa? Dạ con thấy gì sao? Một người gieo giống kia ra đi gieo giống. Vừa khi người ấy rải hạt, một số hạt rơi dọc đường bị dẫm lên và chim trời đã ăn hết. Một số rơi trên đá sỏi và khi mọc lên liền bị héo vì thiếu ẩm ướt. Một số hạt giống rơi giữa gai gốc, gai gốc với cây con cùng tăng trưởng nên ngạt ngòi. Một số hạt giống rơi vào đất tốt và cây lúa trổ bông kết hạt, 100 hạt mỗi cây. Thưa Thầy, sao Thầy hãy dẫn ngụ ngôn mỗi khi quần chúng tới gần? Anh em đã được ban ơn hiểu biết những bí nhiệm của nước trời. Còn với những người khác phải dùng đến ngụ ngôn, vì họ có thể nhìn nhưng không thấy, và nghe nhưng không hiểu. Ý nghĩa ngụ ngôn là như vậy. Hạt giống là lời Thượng Đế. Hạt giống rơi dọc đường tượng trưng cho người nghe, nhưng bị quỷ vương đến lấy sứ điệp khỏi lòng họ để giấu họ khỏi niềm tin và ơn cứu rỗi. Còn hạt giống rơi trên đá sỏi tượng trưng cho